Hey, chào cô chú anh chị em mình nha, lại là anh Tân đây. Thanh lý cho anh em mình một con TV 40 bên lên mạng wifi có kết nối bluetooth, có giọng nói tìm kiếm luôn. Cái này nè, giọng nói tìm kiếm nè, có cái mic này bấm, anh em bấm nói nè, karaoke nhạc trữ tình, karaoke tình nhạc file. Đã tìm thấy video karaoke tình nhạc, bấm cái mic nói chưa xác nó không nhận. Rồi bấm là nó hát liền anh em. Lên mạng là siêu nhanh mượt ha, 4 bên lên mạng wifi, có giọng nói tìm kiếm, kết nối bluetooth cho lo kéo luôn nha anh em. Cái này em bán là 1.600.000 nha, 4 bên lên mạng wifi 1.600.000. Màn hình đẹp cực kỳ anh em ơi. Tuy nhiên nó có một cái lỗi ha, lý do là em gáp máy vô á, em gáp bóc màn hình vô nó bị cấn góc này ha. Cái này là do em bóp vô cấn ha, không có hư gì hết ha, bị đen lỗ ha, anh em mình chơi được chơi ha. 1.600.000, 4 bên lên mạng wifi, giọng nói tìm kiếm 1.600.000. Bị lỗi cái này là do em cái màn hình em bóc cam vệ sinh đó anh em. Rồi em bóc tay chúng này ha, rồi nó bị dấu đen cái. Rồi anh em mình chơi được chơi ha. 4 bên lên mạng wifi, giọng nói tìm kiếm, kết nối bluetooth 1.600.000 cho anh em mình karaoke nha. Rồi cảm ơn em. 32 inch lên mạng wifi giá 2.000.000. 32 inch lên mạng wifi cho anh em mình xem YouTube ha, giá 2.000.000 ha. Đó, lên mạng nhanh mượt luôn ha, 32 inch ha, YouTube ha. Đó, 32 inch lên mạng wifi giá 2.000.000. Rồi con 55 LG màn hình mới anh em ơi, cực kỳ full chức năng, nguyên thùng luôn nha. Đây LG là nguyên thùng ha. Nè, có ông anh Vĩnh Long ha, chút ghé lấy luôn ha. Đây, chút ghé lấy luôn rồi ha. Rồi Sony 40 bên màn hình full 4K, lên mạng wifi, kết nối bluetooth, giọng nói tìm kiếm ha. Màn hình mới bảo hành cho anh em mình 6 tháng ha, chưa có miếng kiến ni lông chưa lọt anh em, tem còn luôn này ha. Đó, 4.600.000, có giọng nói tìm kiếm nè anh em. Nó chạy hệ thành Android ha. Có một cái nữa là coi được camera luôn nha anh em. Đó, anh em nhà anh em nào có lắp camera mình kết nối được luôn nha. Nó là không có xài đầu thu gì hết nha, nó là thông minh nha, tự động nó tích kết nối luôn nha anh em. Đó, cái camera là trong TV, ứng dụng TV luôn ha. Đây, vô bằng Ethernet coi luôn ha. Rồi cái TV này thì được hỗ trợ giọng nói anh em, có ứng dụng xem đài miễn phí trên đây luôn ha, khỏi cần xài anten nha anh em. Giọng nói nè, bấm giọng nói cho anh em coi, karaoke nhạc mới nhất, karaoke nhạc mới nhất. Bấm cái em buông ra lẹ quá, nó nhảy lung tung. Đó, bấm lại ha. Mình không trở về, nằm chờ để không trở về nó được. Nè, nó còn tiếp tục. Nó cài đặt Google, tại cái này em chưa cài anh em. Tôi thuê thằng Google có. Mình phải lần đầu tiên mình bấm là mình phải đăng nhập Google ha, rồi một lần nó nhớ, tại cái này mình mới kết nối vô á. Rồi. Karaoke tình nhạc file hay nhất. Đó, anh em nói siêu ngược luôn nha, tại nãy em quên cài Google á. Rồi cái nó chưa lên ha, giờ mình cài mình nói lên liền ha. Đó. Ok. Đó, Sony 4 bên lên mạng wifi, kết nối bluetooth, chạy hệ điều hành Android, chạy như điện thoại nha anh em, giá 4.600.000 ha, anh em mà chơi được chơi ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha.